Welcome các bạn đã quay trở lại với kênh Uyên Quỳnh Cuộc Sống Mỹ Hôm Nay. Đã rất là lâu rồi Uyên Quỳnh cũng quay trở lại giới thiệu đầu mở đầu chương trình cho các bạn xem. Uyên Quỳnh mong rằng mỗi lần Uyên Quỳnh xuất hiện sẽ có một vài thông báo, một vài chú ý gửi đến quý vị khán giả và quý vị anh chị tham gia chương trình Kết Nối Yêu Thương. Đó là những anh chị trước đây làm video á, mà chưa có tìm được người bạn cho mình. Thì sắp tới đây Uyên Quỳnh sẽ đăng lại các video của các anh chị chưa tìm được người yêu qua bên phần Facebook. Tại vì Facebook là Uyên Quỳnh mới mở đây thôi mà cũng ít hoạt động, cho nên sau này Uyên Quỳnh sẽ đăng những video nào anh chị nào chưa tìm được bạn của mình á, thì qua bên phần Facebook vào đó xem để biết được những anh chị nào vẫn còn cô đơn nhé. Rồi em chào chị ha. À, chào Uyên Quỳnh. Em rất vui chào đón chị đến với chương trình Kết Nối Yêu Thương hôm nay ha. À, chị cũng vậy. Chị có thể chào cộng đồng rồi chị giới thiệu cho mình ha. À, xin chào cộng đồng mạng. Tôi tên là Hằng. Năm 9 tuổi rưỡi. Tại vì tháng 10 này mới đúng 60. Không có tên 9 tuổi rưỡi. Sinh nhật. Chị vui ha. Rồi chị hiện tại đang ở đâu? À, hiện tại đang sinh sống ở Thụy Sĩ. Thụy Sĩ, ở đó lạnh lắm hả chị? Sinh sống với một thằng con trai 20 tuổi. Dạ. Ở đó rất là lạnh phải không chị? Ở đây rất lạnh mà cảnh đẹp lắm. Dạ. Ở đó bên đó là có gì? Đồng hồ Thụy Sĩ là nổi tiếng nhất phải không? À, thằng con đang học học ngành thợ máy của hãng đồng hồ Thụy Sĩ á. À. Nó gần ra trường rồi. nó mechanical condition là cái về cơ khí máy móc nữa. Dạ. Máy móc là chị đeo đồng hồ đã luôn ha. À, mỗi năm hãng nó cho mua một cái hạ nửa giá. Nửa giá hả chị? À, hạ nửa giá cho chỉ mua cho mấy người làm trong đó đó. Uh-huh. Mỗi người mua được một cái. Wow. Chị rồi hiện tại là chị đang làm công việc gì? Chị là thợ may. Trước cũng may đồ đi làm may hãng này kia mà sau rút về may tại nhà đặng vừa may vừa cơm nước lo cho thằng con luôn. Dạ. Chị qua bên đó lâu chưa chị? Qua năm nay qua 2002. Năm nay cũng 21 năm rồi. Chị đi diện gì qua đó? Ông xã Bảo Lãnh. Ồ. Ông xã chị là người Việt hay người nước ngoài chị? Ảnh người Việt, ảnh qua đi vượt biên á. Đi vượt biên năm 79 á. Dạ. Rồi tình trạng hôn nhân. Ảnh mất năm 2017. Ồ vậy à. Ừ. Lý do gì sao ông xã chị mất chị? Ảnh bị ung thư. Ừ. Phát hiện ra bao lâu thì anh ấy mất? Ảnh bệnh 5 năm rồi mà ảnh giấu. Ảnh không có nói ai biết hết. Ừ. Không ai biết hết. Tới hồi ảnh vô bệnh viện rồi á mới biết ra. Biết ra ảnh là ảnh đi luôn á, nằm bệnh viện một tuần lễ. Rồi bác sĩ chê rồi ở đó nằm chờ ngày đi thôi. Rồi lúc đó hợp xã chị làm công việc gì? Hồi xưa ảnh cũng làm hãng đồng hồ á. Làm mấy chục năm cái ngành đồng hồ, sau ảnh đau tai quá ảnh nghỉ, ảnh không có làm nữa. Rồi thằng con nó muốn thích theo cái nghề của ba nữa.
Cái đồng hồ đó là nổi tiếng nhất thế giới. Rồi. Rồi chị nghĩ ưu điểm của mình là gì chị? Ưu điểm chị biết nấu ăn, hiền, không có nói dốc với xạo, không có thẳng thắn thật thà lắm, không có nói dốc với xạo mà không biết cãi lộn nữa, không biết ghen. Sao lại vậy, khác ghê hả? Ảnh nói gì nói cũng làm thinh à, mà chỉ biết buồn thôi chứ không có nói gì hết trơn. Nói gì cũng không làm thinh, không có trả lời luôn hả? Không trả lời luôn, làm thinh là tại tấm ảnh cũng hơi nóng á, mình cũng muốn trả lời gì sao chừng nào ảnh nguội rồi mình mới nói cho anh biết thôi. Lúc mà ảnh mất nằm bệnh viện thì ảnh có gọi điện về Việt Nam chào từ biệt cha mẹ ảnh, mẹ ảnh với lại đứa em với người chị gái, mẹ ba mất trước lâu rồi gia đình ảnh không có người nào mà nhỏ giọt nước mắt nào hết đó. Rồi còn 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 xin tiền nữa, anh lắc đầu luôn. Cái xong cái chị nói thôi anh dành bữa em thay anh giúp đỡ gia đình anh nha. Anh nói không, đừng đừng gửi tiền, mỗi lần ai đụng tới gia đình ảnh là ảnh không học không học ảnh là chết với ảnh á, mà cuối cùng rồi á ảnh kêu đừng gửi tiền, chị hết hồn luôn. Chị nói ủa sao vậy anh, sao không gửi tiền? Nói ở nhà toàn là tiền tiền không à, ảnh cho gửi. Cái sau chị cũng ảnh mất rồi chị cũng làm thinh, chị gửi luôn, chị gửi luôn mà chị không có, chị giấu không nói hết luôn, chị không có nói nó sợ sợ nhà ảnh buồn á. Chị cũng gửi cung cấp mỗi tháng đều đều vậy đó cho má ảnh với lại cho đứa em gái, em gái không có chồng cũng ở vậy với lại má. Cái công cái cung cấp cũng khoảng 2 năm mà chị vừa nuôi má chị bên này vừa lo cho má chị bên này, tại má chị cũng tại tai biến 2 lần rồi. I'm attorney Armando Pius. My wife, Christine Lone Pius, and I have been serving the Vietnamese community for many years. We are here to support you and to get you the results you deserve. Sự lựa chọn luật sư là một quyết định quan trọng đến với quý vị. Vì hơn 35 năm kinh nghiệm, gia đình luật sư Pius chúng tôi sẽ bảo vệ quyền lợi cho quý vị. Pius, Pius and Pius. Trustworthy, knowledgeable, caring. Rồi liệt hai chân á, đi không được. Chị vừa lo cho má chị mà vừa lo cho thằng em trai luôn. Tại vì thằng em trai nó cũng học đại học, chị cứ nghĩ đi lo cho má thì chị gửi tiền về lo cho nó luôn. Thì nó cũng nghe lời, nó nghĩ là nó lo cho má, cái vợ nó bỏ nó luôn. Vợ nó nói ngồi đi văn phòng bureau đồ không ngồi đi đi về combo. Vợ nó bỏ nó luôn. Sao Cái chị xong không thương cái má, chị không thuê người để cho em chị đi làm rồi chị thuê người cho em giữ má chị? thuê không được. Dưỡng người già khó lắm, má rất là khó. Có mướn rồi nhưng mà mướn không được, mướn người ta làm mà cũng nuôi người già phải có cái tình thương mới nuôi được. Còn mà lo người già mà không có tình thương á, chỉ biết tiền thôi á, là nuôi không được, khó lắm. Rất là cực khổ, rất là cực. Má nằm tại chỗ không liệt hai chân rồi đâu có đi được, thì tắm rửa rồi cũng khó khăn nữa. Có thằng Hưng, có thằng em chỉ là nó trai nó có sức mạnh nó mới đỡ bồng má đồ này kia mới được. Còn nuôi đi tái khám là nó lo thuốc men cho uống thuốc đồ này kia, là mướn người ta ta đâu có biết cho uống thuốc đồ, sợ cũng uống bậy bạ chém nữa. Đi tái khám rồi cấp cứu được hoài sau đó má chị mất luôn.
chị mất rồi. Rồi em của chị cũng bị ly dị gia đình luôn, gia đình giờ bỏ luôn. Ly dị vừa vừa chố má xong là nó bị tai nạn xe, bị gãy bộ bát sườn của nó, như vậy gãy xương vai luôn. Nó nằm ở bệnh viện tháng giờ mới về, vừa chôn xong chưa đang mở cửa mã nữa là nó bị tai nạn luôn. Cỡ như giờ nó cũng không có ẩm bồng má nổi. Thì vậy đó, xong rồi á, má thì mất rồi, nhà chị giờ chẳng quen, tại vì hồi xưa đông đúc vui vẻ mà anh chị em đông nhờ, ba mất, má mất, rồi hai ông anh mất, bạch chị cũng mất, ông anh ở bên Mỹ á, ảnh cũng mất đó, là mất hết rồi, còn có mình thằng em trai với là bà chị gái. Nhiều lúc chị buồn chứ không biết nó điện thoại cho ai nữa. Nhiều lúc hai người cũng bận rộn, buồn lắm. Ông xã mất rồi, mẹ chồng cũng mất, em chồng cũng mất luôn. Rồi bà hồi xưa ảnh có gửi tiền về mua căn nhà ở Việt Nam á, mua đất cúc nhà Việt Nam á, xong rồi cái bà chị thứ hai bà lấy bà bán luôn, tại nhà đứng tên của má ảnh, tiền của ảnh thì chỉ bán luôn, chỉ làm thân là chỉ không có chia cho cháu chút đỉnh gì hết, làm thân luôn. Rồi cái chị điện thoại cúp máy luôn, lóc kê số chị luôn luôn, không nói năng gì hết. Hồi xưa cần chị thì điện thoại đi lịa nói chuyện luôn, rã lắm mà thôi, bán nhà rồi im luôn luôn. Hiện tại ở bên đây mấy mẹ con, hai chỉ có một đứa con thôi hả? Có một đứa. Hiện tại ở bên đây hai mẹ con có nhà ở không hay ở nhà thuê? Chị ở nhà thuê, ở Thị Sĩ thì ít có ai ở nhà mua nhà giống như bên Mỹ lắm. Tại vì đóng thuế rồi cũng cao mà, ở đây nói chung là mấy người Thị Sĩ họ cũng nhà mướn thôi mà. Ồ vậy đó hả? Ở đây nè, một người Thị Sĩ không á mà cũng ở nhà mướn không á, chứ ta cũng có nguồn gốc độ ta đây, cha mẹ ta đây mà từ nào giờ cũng ở nhà mướn luôn. Chị, nhưng mà rồi nhà bển mất không? Nhà bên này cũng mất, tùy theo có 200-300 ngàn cũng có, mà tùy theo nhà. Tiền đô hay là tiền Thị Sĩ? Tiền thị sĩ nó cao hơn tiền đô một chút xíu à. Cao hơn xíu là cũng giống như xem quá ha. Ở đây mà mình mua nhà đó là mình có gì mình nhà thuê rồi sướng hơn ở nhà mua. Có gì nha, xã hội không có giúp đỡ mà đóng thuế nhiều lắm. Đóng thuế nhiều lắm, không có. Mà nghĩ đời mình sống được bao lâu chết cũng hết rồi. Ở bên chị là bao nhiêu tuổi là sẽ nghỉ hưu? Bên này hồi xưa đó thì nó thấp hơn, mà bây giờ có lực mới là nó nâng tuổi lên, nó nâng tuổi lên là đàn bà 65 tuổi mới về hưu. Đàn ông người 86 đàn lên. Bây giờ nó nâng lên 2 tuổi. Đất nước Thụy Sĩ thì cũng bình yên lắm phải không chị? Bình yên, không có chiến tranh. Nó ký ước cả thế giới là nó cam kết là đất nước không có chiến tranh nữa. Mà ai hung dữ cách mấy vô Thụy Sĩ cũng giống như người tu vậy, cũng hiền khô à. Tại vì bên này nó có lực gắt lắm á, lực gắt gao lắm hả, lạng quạng là nó vô tù, bắt vô tù hoặc là nó trục xuất về nước, thành ra ai qua cũng phải tu theo cái lực của nó chứ.
Ai qua cũng phải bảo lãnh. Có bảo lãnh như như bên Mỹ lắm. Không có bảo lãnh mà vô vô giống như bên Mỹ đâu. Nó khó lắm. Chỉ có vợ chồng thôi. Nó hơi khó ha. Khó lắm. Ở đây ít có người Việt Nam lắm, không phải nhiều như bên Mỹ. Đúng rồi. Ở bên trong mà đồ, đồ ăn bên này mắc lắm, đồ ăn Việt Nam đó, bên này mắc lắm. Có chợ Việt Nam hả? Có chợ Việt Nam, nhưng mà thằng con chị có hai mẹ con, mà con chị nó ăn đồ Tây, chị ăn đồ Việt. Tại vì hồi xưa ba nó toàn là nấu cho nó ăn đồ Tây không, giờ nó quen rồi. Nó ăn đồ Tây không, mà nó không có ăn đồ Việt Nam. Chị nấu lần nào cũng bỏ không. Nhiều khi chị ráng ăn, chị mập lên. Còn nhiều khi cái đồ gì mình biết thị sĩ ăn được thì mình cho hồi sớm. Chị rồi bây giờ chị muốn tìm người bạn cho chị muốn người đó như thế nào? Người đó phải chị không cần đẹp mà hiền lành thật thà rồi vậy thôi à, không có gì. Rồi chị có nghĩ là người đó bao nhiêu tuổi? Người đó khoảng 59 tuổi trở lên. Tuổi đó thì thường thường ta cũng không còn hút thuốc với uống rượu nhiều, nhưng mà lỡ như người đó còn như thế thì chị nghĩ như thế nào? Chị thấy đôi khi trên kênh như mình cũng có người lớn tuổi hơn chị đó. Thì tuổi này rất hiếm đó, nhưng mà chị đã hồi đó chị muốn lên kênh Nguyễn Quỳnh lâu rồi, nhưng mà chị sợ, chị run quá, chị nói chị ngại quá, chị nói từ nào giờ chui rút trong nhà không, rồi giờ tự nhiên đưa cái mặt mình lên mạng thì rồi hôm nay là chị lấy hết can đảm rồi đúng không? Đó biết sao không, tại nằm đêm suy nghĩ. Suy nghĩ hôm bữa chị bị chuột rút á, đau quá đau luôn, mà con chị nó đi vắng không có nhà, mà nó bây giờ nó có bạn gái nữa, nhiều khi nó bỏ mình á, rồi không biết có một mình cũng không biết nhờ cậy ai, rồi nó cũng buồn lắm. Thành ra chị suy nghĩ quá chừng chị mới can đảm lên đây. Rồi chị coi video của em được nhiều chưa? Có hồi đó coi hơn một năm trước có coi nhiều cái nghe nói là muốn làm bạn thì phải lên kênh, lên trên mạng. Trời ơi, chị nói vậy thôi không coi nữa, coi mất công không có kết quả gì, thôi không coi. Cái xong cái giờ chị suy nghĩ là chị mới lên. Mà kênh Nguyễn Quỳnh á, hồi xưa là hình như ít có người cũng người ta chắc cũng sợ giống chị, rồi sau này họ thấy chắc cũng tầm thường xong thì họ cũng lên nhiều hơn lúc trước. Đúng rồi chị, họ coi hoài thì họ cũng ngại như chị, nhưng mà họ ngại xong rồi họ cũng thấy sau thời gian trôi qua họ vẫn cô đơn, cho nên họ quay lại thì họ đăng ký lên thôi. Đó, chị nghĩ là nếu mà không can đảm lên thì chắc mình ở gì suốt đời quá. Dạ, rồi sau cái mình già cái mình có bệnh hoạn cái đưa vô nhà dưỡng lão. vô đó là giống như cuộc đời mình hết rồi đó. Chỉ biết vô thôi, không có ra được. Chờ ngày ra nhị tỳ thôi. mà nhất là mấy cái giường mà mấy người già nằm rồi họ đi xong rồi cái mình lợi mình nằm á cũng sợ. Suy nghĩ như thế mới đăng ký con chị. Nhưng mà cho em hỏi chị câu này, nếu mà người ở bên chị á, người ta phân ngại, người ta không mua nhà đó, thì người ta làm ra tiền, nếu mà như thế người ta làm, người ta đâu có dành dụm đâu, người ta đi chơi, người ta ăn xài hết hả?
Nhiều người họ đem tiền Việt Nam mà mua nhà Việt Nam vậy đó. Ít hơn người nào mua nhà ở đây lắm. Ở đây đóng thuế lắm á, mua nhà là đóng đủ thứ hết. Vậy đó. Với lại ở đây á, không phải muốn ăn tô hủ tiếu chạy ra chợ mua cái về đâu. Mua ở đây muốn ăn là phải lên bếp làm thôi, không có ai bán đồ Việt Nam hết. Ờ, có phở, có tiệm phở rồi không? Không có luôn hả? Không có bán. Có một thằng kia nó ra nó bán bánh mì thịt quay gì á, xong rồi một tháng hai tháng cái nó dẹp tiệm luôn. Ngạch tới nhảy đâu ai mua đâu, mà tiền thuê nhà rồi nhà thuê má rồi nữa rồi dẹp tiệm luôn. Cái người ta tập, người ta ăn quen ở nhà rồi nên người ta cũng không thích đi ăn luôn phải Tại 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 vì ở đây đất người Việt Nam á, ăn không? uống không có bao nhiêu á, toàn là Ừ. người người Tây không à, bán đâu có ai ăn đâu. Ừ. Nế ế đấy mà, với lại ở đây không có mà làm móng tay móng chân đâu, mấy cái tiệm mà này nay đâu rồi ế nhẹ luôn. Ế nhẹ luôn, ở đây không có mà chân diện xe xui giống như bên Mỹ đâu. Người ta tự làm móng đó, người ta tự cắt ở nhà luôn, không có ít có ai ra tiệm đâu. Còn tự sơn móng tay rồi không chị? Sao vậy mà? Người ta có sơn móng tay rồi không? Con gái trẻ trẻ thì có, nhưng mà người lớn tuổi ít có lắm, lớn tuổi ít có, con gái trẻ trẻ thì cũng có. Mà ở đây ít có chuyên diện lắm, mấy tiệm nail ấy nhẹ luôn. Chính chị cắt tóc chị tự cắt tiệm. Ok, tóc ngang và tự cắt hay Chị tự tự cắt luôn, không có đi luôn. ơi, ơi tóc dài thì cắt được, nói gì tóc ngang mà cắt được hay vậy ha. Thì mình coi kiến cắt. Chị rồi con Chị những con thì chị ăn uống dễ lắm, ăn gì cũng được hết, dễ dễ nuôi lắm, không có khó khăn đâu, chị rất là đơn giản, mình dễ nhẵn dạ vậy, ít có dễ nuôi. rồi con, chị có ủng hộ chị đi bước nữa không? Con chị ở đây nó sống theo Tây, nó sống theo Tây nó. Chị muốn gì cũng được á, tùy theo chị. Nó không có máy, Chị là lúc mà muốn hôm sau chị gửi tiền chị về. muốn vậy cho cũng cho nó vui vẻ nữa, gia đình có hai mẹ con là buồn lắm. Rồi khi mà chị ông xã chị gửi tiền về mua nhà ở Việt Nam chị biết không? Biết chị cũng ủng hộ ảnh mua cho má má ảnh ở, em gái ảnh ở. Xong bà chị mới bán luôn. Mà chị cũng ủng hộ nhưng mà mua vậy rồi mình là mua cho hả? Thì ảnh mua mua cho mẹ ảnh ở, em ảnh ở, nhưng mà ví dụ mẹ anh mất, em ảnh mất, thì đáng lẽ bà chị muốn bán cũng phải nói tiếng, bà không có nói tự động. Rồi chị gọi vậy không thèm bắt máy luôn. Không thể bắt máy, cúp lóc kê số luôn. Nhưng mà khi mua cái nhà bên đó là bao nhiêu tiền chị? Chắc cũng nhiều tiền à. Mua đất cất nhà thì không biết nhiêu, Ê, chị không có nhà Cần Thơ á, chị không gần có cầu Bình Thạnh á. chị không có quản tới lý tiền luôn hả? Cho nên là anh mua gì đất nhiều có nhà nhiêu chị không biết luôn. Không biết. Chị rồi chiều cao của chị là bao nhiêu? Cao chắc khoảng 1m52 à.
Hồi xưa chị cao hơn giờ mà không biết sao nó lùn lại. Rồi à, chị muốn người bạn của mình cao khoảng bao nhiêu? Dĩ nhiên chắc mấy người đó là cao hơn chị rồi, nhưng mà đừng cao quá được rồi, đừng cao quá. À, rồi à, chị thích anh ấy trầm tính ít nói hay là lanh lẹ hoạt bát? Cũng vừa vừa thôi, cũng hiền lành thật thà, biết lo lắng cho nhau vậy đó, quan tâm chăm sóc cho nhau. Rồi chị có thích anh ấy có tính lãng mạn không? Lãng mạn có cũng được, không có cũng được, tại vì già rồi. Thì miễn sao sống cho nó thiệt tình với nhau là được rồi. Rồi bây giờ những lúc rảnh rỗi là chị thích làm công việc gì để giải trí cho mình? Chị hả? Chị ít có đi dạo lắm, ở đây nhà chị là sát bên bờ hồ nè, sát cái hồ đây đẹp lắm, hồ nó lớn như biển vậy đó, đẹp lắm. Mà chị cũng ít có đi dạo lắm, tại vì có một mình nè, đi bà dạo cũng buồn. Người ta nói người vui cảnh vật cũng vui, mà người buồn cảnh vật có vui bao giờ. Cũng buồn theo luôn, mình đi du lịch đi đâu cũng thấy buồn, thôi ở nhà thôi. Rồi sau khi ông xã chị mất là cứ Ừ, đi làm là chị chăm cho đi chơi rồi đi dạo bờ hồ rồi đi vòng vòng thì sẽ chơi, mà ở đây đi qua các nước lân cận này cũng dễ lắm, có xe hơi á, đi qua nước Pháp, nước Ý, nước Anh, nước Đức nè, sát sát như này nè. Con chị nó thèm, nó thích ăn bánh, nó chạy qua Pháp nó mua xong rồi nó chạy về đây. cái cái mấy ông mà kêu kêu bằng canh biên giới kiểm tra ở chỗ biên giới, cái ổng vì sao mày mày ở đâu mà lỡ đem mua bánh, nói tao tại tao có bạn gái đi rồi tao tao đi mua bánh đấy luôn. Nó thường xuyên luôn á. Rồi từ chỗ chị chạy qua Pháp bao xa? Khoảng 30 phút, khoảng 30 phút. Rồi gần dữ vậy đó hả? Gần lắm. Cho nên đi mua bánh này đi về. Giống như đi xuống chợ. Mà bánh mì Pháp ngon không? Người ta kiểm tra coi có mua thịt, mua cá, mua gì không, nó mua bánh không. Rồi à, từ ở nước khác mà đi vô Thụy Sĩ có dễ không chị? Ở đâu? Thí dụ như ở Việt Nam qua hoặc ở Mỹ qua nó làm giấy tờ có dễ không? Ở Việt Nam qua hả? Thì ông xã giống như ông xã bảo lãnh kết hôn gì đó, đi về qua thì được, với điều kiện là ông xã phải có công ăn việc làm ổn định, với lại có tiền để trong ngân hàng. Mỹ hả, chị chưa đi qua bển. Nhưng mà chị qua đây được mà đăng ký du lịch qua đây được mà phải không? Được chứ, đăng ký xin visa đi, mà bên Mỹ đi qua đây cũng dễ lắm. Có nhiều, ở đây cũng có nhiều người qua đây đi làm rồi có vợ có chồng ở bên này luôn, mấy người Mỹ á. Ở đây đủ thứ nước hết trơn. Ở đây bên Mỹ là một người tổng thống, bên này phải 7 người, Ok bảy người đứng đầu cả nước, bảy người đứng đầu cả nước. ngộ ha. À,
chứ từ nào giờ đâu có nghe nói tổng thống thụy sĩ bao giờ đâu. Ok chị, em rất là vui nói chuyện với chị hôm nay nha. Em hy vọng là sau video này sẽ tìm cho chị một người yêu thương ha. Chị có lời nào chào khán giả không? À, em xin cảm ơn Lưu Bình. À, xin chào khán giả cộng đồng mạng. Dạ, ba chị kính hai chị nha. Chị gửi số điện thoại của chị qua cho luật sư Pius 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 xin kính chào quý vị. Khi tai nạn xảy ra, quý vị nên gọi ngay cho cảnh sát, chụp hình chiếc xe và bảng số xe của người đụng và của quý vị để tránh trường hợp họ bỏ chạy. Trong lúc tai nạn, quý vị nên gọi ngay cho luật sư Pius 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 để được bảo vệ và hướng dẫn từ trước đến sau. Tham khảo miễn phí số điện thoại 407-222-5577 hoặc 407-888-8888, website luật sư tai nạn.com, phục vụ toàn tiểu bang Florida.